này là biến tần Hiroshima ha, G120 thì vô nó đi đúng không, rồi mà ra mít tờ à, rồi để điều trước đi, input trước đi, input đi cái thổ input nè, vô cái input nó đi không là tín hiệu chạy nè, đây đi không là tín hiệu chạy ha, còn output delay output đi. Output thì nó có digital output 0 và output 2. Output này đều 0 và đều 2 ha, đang output ra. Còn gì nữa ta? In out à, còn tín hiệu analog chạy nè. Analog input này mình vô on parameter đi, nó là 1070 á. Để cho nó qua còn 70 ha, đâu còn 70 đâu rồi, 108 1080 là pin nè, 1082 là mát nè, là đang để 2200 nè, đây 70 là main set point này, nó đang chọn là AI analog và ngõ số 0 này, terminal là 34 này, 34 là cái chân này nè, 0 là cái chân này, 0 34